Mọi người ơi, đây là soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, từ vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào soulkit.vn nha. Đường link thì kit để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho kit nha. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là kit đây. Thì rất là vui mọi người khi gặp lại mọi người trong video clip ngày hôm nay. Đã hai hôm rồi đó, kit không có ra video cho mọi người xem. Thì nguyên nhân á, là Kit đã nói mọi người rồi á, là Kit đang đi tìm một cái chỗ ở mới mọi người. Cái chỗ cũ của Kit á, nó nhỏ quá. Đâm ra là khi mà mỗi lần mà Kit thu âm á, nhiều bạn cứ kêu là sao mà nói chuyện trong toilet gì vậy. Cho nó hôi mọi người, nó thú quắc luôn. Thực ra là do cái phòng của mình á, nó nhỏ mọi người, nên là nói chuyện nó bị vang. Thành ra là Kit phải đi tìm một cái chỗ ở mới này, nó rộng hơn chút xíu, để mình thu âm á, cho mọi người nghe nó không bị vang nữa nha. Thì hôm nay mình mới vừa chuyển qua sang cái chỗ mới mọi người, nên đâm ra là hai ngày rồi Kit không có làm video cho mọi người xem. Với lại là Kit cũng đi gặp bác sĩ á. Thì bác sĩ mỗi lần gặp mấy ổng sợ gần chết đó mọi người. Cứ gặp mấy ổng thôi là mấy ổng đòi là dùng dao kéo mổ Kit rồi. Sợ gần chết luôn á. Tại vì mình cũng không biết là bệnh mình nó thế nào, nhưng mà mấy ổng cứ đòi mổ miết hả mọi người. Nên sợ lắm. Thôi thì hôm nay nè mọi người, Kit làm video clip lại cho mọi người xem á. Thì cũng rất là hy vọng bạn nào mà xem video á, thương Kit á, thì cho Kit xin một like này, một comment để cho video của mình á có lại tương tác nha mọi người. Do là cái video của mình á, cái kênh của mình đang bị gạt đề xuất của YouTube. Các bạn xem video cũng thấy mà đúng không? Từ 300-400k view bây giờ còn có 100k view một video thôi. Nên là bị tụt thảm hại luôn á. Nên là Kit hy vọng là các bạn xem video cho Kit xin một like, một comment nha. Để giúp đỡ cho Kit video này ráng được khoảng tầm 30k like nha mọi người. Như vậy là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đó. Ok, thì cái video clip ngày hôm nay đó, Kit và mọi người sẽ cùng nhau đi review một bạn nữ mọi người. Review một cái bạn nữ nha, kỹ năng rất là hay luôn. Thì chắc là khi mà Kit nói đến một cái bạn nào đó mà chơi thiết bị iPad mọi người, bắn rất là hay ở Việt Nam chúng ta luôn. Tỷ lệ headshot gọi là auto headshot luôn, rất là cao mọi người. Thì chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến là Cutu C4 đâu, rất là nổi rồi mọi người. Nhưng mà Kit thấy là các bạn nên xem bạn nữ này, bắn rất là hay mọi người. Bạn này tên là Huyền nha mọi người, Huyền FF. Cũng là cái người chơi trên thiết bị là iPad luôn, giống như C4 luôn. Và bắn gọi là auto headshot luôn mọi người, thấy không? Những cái pha đầu tiên á, các bạn xem á, bắn mà toàn là máu đỏ không à. Rất là hay mọi người. Đặc biệt ở đây á, là bạn này là con gái nha mọi người. Huyền là con gái, bắn cực kỳ là tốt luôn. Mình thấy là bạn Huyền gần đây rất là nổi nha, cực kỳ nổi luôn. Kể từ sau khi mà Huyền tham gia cái đại chiến kỹ năng với lại Rocken này, Rook 31 mọi người. Nói chung không phải đại chiến gì đâu, nói chung là giao lưu thôi mọi người. Đấy, nên thành ra là Kit thấy là khi mà các bạn có những cái cơ hội để mà giao lưu kỹ năng á, chơi với nước ngoài thì mình nên tham gia mọi người, nên chơi nha. Tại vì đó là cái cơ hội để mình phát triển hơn. Khi mà tham gia thì sau khi mà bắn hay đó mọi người, bắn tốt thì nhiều người sẽ biết đến mình hơn này. Đó mọi người thấy không? Đặc biệt là Huyền này, bắn cực kỳ tốt luôn. Và sau khi mà tham gia với lại Rocken cái lần đầu mà xe bà Thái hoặc chuyển xe Việt Nam chúng ta chơi đó, thì sau đợt đó là bắt đầu Huyền nổi như điên luôn. Nổi như điện luôn đó mọi người. Bắn cực kỳ là hay đó. Đấy, thì một tí nữa Kit sẽ cho mọi người xem cái mạng nhện của Huyền với lại C4 nha, để cho mọi người thấy được cái độ khủng trong cái cách bắn của Huyền này. Kit cho mọi người xem á, không phải là để nói là so sánh nha mọi người, mà mình cho mọi người xem á là để cho mọi người thấy á là C4 cái người chơi rất là hay ở Việt Nam chúng ta, chỉ số rất là tốt trên cái mạng nhện của mình luôn. Nhưng mà Huyền là con gái mọi người, nên là cái chỉ số cũng không có thua gì C4 đâu. Một tí nữa Kit cho mọi người xem nha. Đấy, rất là hay mọi người. Hầu như là liên một team xong á, các bạn thấy là bốn cái tên hiện lên á, toàn headshot không à. Ừ, đúng rồi mọi người ơi, thì bạn nào mà xem đến đây rồi này thì cho Kit xin một like, một comment với nha, để giúp cho mình lấy tương tác nha mọi người. Kênh bị mất tương tác quá trời luôn, nên là hy vọng mọi người giúp Kit nha. Nói chứ các bạn xem nè, xem Huyền nè mọi người. Mỗi lần mà thấy Huyền liên xong một team nha, là bốn cái tên hiện lên mọi người, là toàn headshot không à. Rất là hay. Nên là Kit đoán là tỷ lệ headshot của bạn Huyền này chắc chắn phải ít nhất là trên 80%. Chắc chắn không thua C4 đâu mọi người, không thua C4 đâu. Cũng xem C4 đó. C4 bây giờ mà nếu mà mùa này Kit làm về tỷ lệ headshot thì chắc là cũng top 1, top 2 đó mọi người. Bạn Huyền này chắc là một cái đối thủ cứng cựa ở C4 đây này. Bắn rất là gắt mọi người, thấy không? Thao tác xử lý bom kêu rất là nhanh không? Chai bát. Kit không biết là chai bát nó có điểm lợi gì hơn so với lại điện thoại hay không. Nhưng mà mình chưa có chơi, mình chưa biết mọi người. Chưa chơi, chưa đoán được, chưa nói được nha. Nhưng mà thấy bắn hay quá mọi người. Đúng không? Có Huyền này, Việt Nam chúng ta có Huyền này, rồi có Cutu C4 này, rồi có bạn nào ta? Hồi lúc trước Kit làm cho mọi người là có Boy 2K đó, cũng bắn iPad luôn, rất là hay. Có một cái điều mà Kit thấy ở Việt Nam chúng ta nè, mà phải nói là đặc sản Việt Nam đó mọi người, nước ngoài không có đâu, mà Việt Nam của mình thì nhiều lắm. Đặc sản quá trời quá đất luôn.
Đó là Kit thấy á, mỗi lần mà sau khi Việt Nam chúng ta mà có bạn nào nha bắn hay nổi lên cái là có chuyện để bàn ra. Việt Nam á, thì các bạn hay gọi là drama, nhưng mà Kit thì không gọi như vậy đâu mọi người. Nói chung là chuyện của ông Tám bà Tám thôi, chứ drama gì đâu. Cứ mỗi lần mà có ai bắn hay cái là bắt đầu là bàn tán sum sôi, đặc biệt là có nhiều chủ đề gọi là khai thác nội dung kiếm ăn đó. Thì tiếu sao đó mọi người, nước ngoài ta không có đâu, nước ngoài bắn hay cái là nổi tiếng liền, còn Việt Nam chúng ta phải bắn hay cái rồi xong bắt đầu là cộng đồng mạng dậy sóng lên cái bạn ra bạn vô mọi người. Đặc biệt là bạn Huyền này nha, bạn Huyền này Kích thấy là từ sau khi mà tham gia đại chiến kỹ năng với lại Rocken này rút 31 á thì rất là nổi mọi người. Và đặc biệt là có nhiều bạn bàn tán xôn xao hỏi bạn này là ai, rồi có phải là con trai con gái hay không. Thậm chí là khi mà thấy Kit gọi là khen Huyền á thì còn bảo là ông Kit này không mê gái nữa. Thiệt tình đó mọi người. Thiệt tình quá. Không phải là Kit mê gái đâu, mà tại vì Kit thấy bạn Huyền bắn hay. Và thứ hai nữa là Huyền bắn cho Việt Nam chúng ta nè mọi người, bắn gọi tim con rút mà gọi là nằm xuống luôn mà. Người ta có công mọi người nên là mình phải khen thôi chứ mê gái gì đâu. Các bạn xem không, đây là những cái đoạn video highlight nha. Highlight mà mục đích của highlight á là người ta biểu diễn kỹ năng bắn hay, mọi người mình xem mà khán giả thấy hay á thì mình khen thôi chứ gì đâu mọi người mê gái gì đâu. Mà lỡ Kit có mê gái thì cũng đâu có sao đâu mọi người, mình là con trai mà. Mình mê gái á chứng tỏ là mình là con trai đàn ông đâu. Còn bạn nào mà mê trai thì các bạn là con gái thôi, còn con trai mê nhau thì là gọi là LGBT mọi người, là giới tính thứ ba thôi, bình thường mà có gì đâu đó. Đấy nên là bắn hay thì Kit khen thôi mọi người, chứ có gì đâu mà các bạn phải quan tâm cái chuyện Huyền là ai mọi người. Người ta làm highlight này thấy hay giải trí là ok rồi đúng không? Như vậy là tốt rồi. Đó nên là thành ra là không phải Kit mê gái đâu nha mọi người, Kit không mê gái đâu nha, Kit chỉ là thích con gái thôi chứ không mê gái nha. Mình thích con gái là chứng tỏ là mình là đàn ông đích bự nha mọi người, mình đích bự thôi chứ mình không phải là mê gái đâu nha. Đó thì mọi người xem nha, kỹ năng của Huyền rất là tốt mọi người. Và mình cũng xin nói cho mọi người luôn á là Huyền sẽ là một trong những cái YouTuber Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục là góp mặt ở cái những trận đấu giao lưu quốc tế với lại team của Ấn Độ mọi người, India này với lại server MENA. Và sắp tới á, mình sẽ tái đấu với lại server của Thái Lan nha mọi người. Nên là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho những cái bạn YouTuber này rất là hay. Và chắc chắn rồi, Huyền cũng sẽ là cái người con gái, cái YouTuber nữ ở Việt Nam chúng ta mọi người mà gọi là duy nhất luôn tham gia cái giải đấu này. Rất là hay mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua cái mạng nhện của C4 và của Huyền nha, để cho mọi người thấy được cái độ khủng khiếp trong cách bắn của Huyền này. Mặc dù là con gái mọi người, nhưng bắn cực kỳ hay luôn. Đây chính là ID của cô Tứ nha mọi người, C4 nha. Mặc dù C4 là cái người mà kêu tâm cực kỳ tốt mọi người, và tỷ lệ headshot cũng như chỉ số của C4 á luôn luôn gọi là xếp hạng 1, hạng 2 theo thống kê của Kit nha, mọi mùa răng. Thì các bạn xem đây, đây là chỉ số tổng quan nha, được 80.000 kill mọi người. Tổng quan là 80.000 kill rồi. Còn đây là tỷ lệ headshot team 4 đấu răng này. Các bạn xem chỉ số nha. Thì mình chỉ quan tâm đến chỉ số đấu răng mùa này thôi, tại vì cái acc của Huyền á là cái acc mới mua mọi người, nên là chúng ta sẽ cần xem vào cái mùa này thôi. Thì số kill của C4 mùa này này là 3.204 kill. Và các bạn thấy đó, KD của C4 là 3.88 đô. Số lần headshot của cô Tứ là 2.760 này. Còn về tỷ lệ headshot mùa này của C4 là 86.14%, một con số rất là cao nha mọi người, cực kỳ khủng khiếp luôn cái này mùa này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua cái ID của Huyền mọi người. Huyền FF này cấp 75 rồi, Kit thấy là Huyền có được con mắt rồi mọi người, vào được đại lộ danh vọng rồi, khá là hay ha, được gần 100k sub rồi này. Đó thì Kit nghe nói là Huyền mua lại cái acc này của một cái bạn lúc trước, nên thành ra là cái chỉ số của Huyền rất là cao này. Kit không biết là cái ông cũ bắn hay với người ta bắn gắt bà cố đâu mọi người, cái bạn cũ này bắn hay thì dễ sợ luôn á. Tỷ lệ headshot tổng quan mà 63.77% luôn, quá khủng khiếp luôn mọi người. Thôi nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau xem cái ID cái mạng nhện team 4 đấu răng mùa này đi. Mùa này là Huyền bắn này, số trận đã chơi là 982 trận, trận win là 48 trận win này, số kill là 3.862 kill. Ồ, khá là cao mọi người, đúng không? KD là 4.13 luôn. Wow, quá là hay mọi người. Số lần headshot của Huyền là 3.381 lần, quá khủng khiếp luôn mọi người. Cao dễ sợ không? Kinh khủng chưa? Tỷ lệ headshot này, tỷ lệ headshot là 87.55%. Đấy, kinh chưa mọi người? Quá là kinh luôn đúng không? Cô Tứ nãy là 86%, Huyền là 87% này. Nói chung là về Huyền với lại C4 thì ai bắn cũng hay hết, cũng chơi iPad này. Cái thì không so sánh nha, các bạn cũng đừng so sánh nha mọi người. So sánh tới lui nó không hay đâu, nó làm cho cộng đồng của mình nó tiêu cực lắm. Nên là mình xem mình thấy ai hay, thấy thích á thì mình ủng hộ thôi mọi người.
chứ đừng có so sánh nha. Nếu mà bạn Huyền này với lại cô Tứ mà ghép đôi một cặp với nhau mà bắn chung á thì chắc là cũng khiếp đâu mọi người đâu, rất là hay đâu. Đấy, và kỹ năng của Huyền các bạn cũng thấy rồi, rất là tốt. Cái bạn Huyền này nè mọi người, nếu như mà theo kit á, mọi chuyện mà suôn sẻ im xuôi hết á, thì Huyền sẽ là cái bạn nữ duy nhất nha, YouTuber nữ duy nhất ở Việt Nam chúng ta sẽ có mặt tham gia giao lưu kỹ năng với lại server Ấn Độ này, MENA này, và sắp tới sẽ là gọi là bắn với lại Thái Lan nữa. Đấy, thì nói chung rất là hay mọi người, sẽ là bạn nữ duy nhất ở Việt Nam chúng ta luôn. Thì đây là cái cơ hội tuyệt vời để cho Việt Nam của mình gọi là chứng tỏ cái vị thế của mình ở quốc tế mọi người. Nói chung nước ngoài người ta biết đến Việt Nam mình ít lắm nên là cũng khá là buồn. Thì đây là cái cơ hội để mà Việt Nam chúng ta vươn lên đấy. Ok, thì video clip ngày hôm nay á, Kit làm đến đây thôi mọi người. Các bạn xem á, ủng hộ cho Kit bằng cách like video này, đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mà giúp Kit lấy lại đề xuất cho video nha mọi người. Ok, thì tạm biệt tất cả mọi người thôi. Chúc tất cả mọi người một ngày thật là hạnh phúc nha. Bye bye này.